Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Campuchia triệu tập đại sứ Việt Nam yêu cầu rút quân khỏi biên giới. Bộ Ngoại giao Campuchia vừa triệu tập đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh liên quan đến vụ tranh chấp đang tiếp diễn ở khu vực chưa được phân định biên giới chính thức giữa hai nước sát biên giới tỉnh An Giang của Việt Nam với tỉnh Kanda của Campuchia. Trang mạng cambodianet.com cho biết Bộ Ngoại giao Campuchia hôm 2 tháng 6 yêu cầu đại sứ Vũ Quang Minh rút binh sĩ Việt Nam về và phá dỡ các lều trại đã được dựng gần biên giới Campuchia. Bộ Ngoại giao Campuchia nói hiện vẫn còn một số lều trại của Việt Nam bên trong khu vực biên giới tỉnh Kanda. Bộ Ngoại giao cho biết 1 tháng 6, Quốc vụ Khanh Ich Sophia đã triệu tập đại sứ Vũ Quang Minh để thảo luận về vấn đề này. Báo Khmer Times trích dẫn tuyên bố của Quốc vụ Khanh Sophia. Chúng tôi đã yêu cầu Việt Nam tháo dỡ tất cả các lều trại đó trong thời gian sớm nhất, đồng thời tiếp tục duy trì hiện trạng trong khu vực cho đến khi các ủy ban biên giới của cả hai nước giải quyết xong việc phân định biên giới tại khu vực đó. Campuchia nói binh sĩ Việt Nam hồi đầu tháng này đã dựng 31 lều trong tỉnh Kanda. Trong một cuộc họp báo tại Hội đồng Bộ trưởng tỉnh Kanda Kong Somphon hôm 28 tháng 5 cho biết phía Việt Nam đã dỡ bỏ 9 trong số 31 lều trại đã cắm ở biên giới. Trước đó, vào ngày 13 tháng 5, Campuchia đã gửi công hàm ngoại giao cho Việt Nam về các lều trại được Việt Nam dựng lên ở hai huyện của tỉnh Kanda. Nhưng các lều đã được gỡ bỏ trước khi chính phủ Việt Nam đưa ra những phản hồi chính thức. Việt Nam khẳng định việc dựng lều sát biên giới không có ý đồ xấu mà chỉ nhằm mục đích ngăn chặn dịch virus Vũ Hán. Phía Việt Nam nói các lán trại được dựng trên đất của Việt Nam, nhưng đó là khu vực hai bên chưa đạt được thỏa thuận phân giới cắm mốc theo Thông tấn xã Việt Nam. Campuchia và Việt Nam chia chung một đường biên giới dài 1.270 km. Trong những năm gần đây, hai bên đã thúc đẩy tiến hành phân định ranh giới và đã phê chuẩn 86% đường biên giới chung. Việt Nam khẳng định dựng lều không có tác động tới các phân định biên giới giữa hai nước. Quan hệ giữa hai nước láng giềng đã trở nên phức tạp trong bối cảnh Campuchia ngày càng xích lại gần hơn với Trung Quốc. Nước đang có tranh chấp về chủ quyền biển đảo với Việt Nam và một số nước khác trên Biển Đông. Trước đó, ngày 21 tháng 5, Bộ Ngoại giao Campuchia đã gửi công hàm ngoại giao tới Đại sứ quán Việt Nam để yêu cầu dỡ bỏ các lán trại biên phòng đã dựng trong khu vực biên giới tranh chấp giữa hai nước. Khmer Times cho biết hôm 21 tháng 5, Chính phủ Campuchia đã gửi công hàm ngoại giao cho Chính phủ Việt Nam vào ngày 13 tháng 5. Khmer Times dẫn lời ông King Hong, Chủ tịch Ủy ban Biên giới Campuchia cho biết. Quan chức Campuchia cho hay nội dung công hàm yêu cầu Việt Nam dỡ bỏ tất cả các lán trại. Trung tướng Linh Phi Rom, Cục trưởng Cục Cảnh sát Biên phòng Campuchia nói chủ trương của Campuchia là cố gắng tìm kiếm giải pháp hòa bình với các nước láng giềng, không sử dụng vũ lực để tránh tạo ra căng thẳng, bao gồm giữ bình tĩnh trong mọi tình huống và tiến hành đàm phán. Việt Nam và Campuchia có chung đường biên giới 1.270 km. Sau nhiều vụ đụng độ ở biên giới, hai bên đã thúc đẩy tiến hành phân định ranh giới trong những năm gần đây. Tháng 10 năm ngoái, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hun Sen của Campuchia đã ký các văn bản phê chuẩn 84% công việc phân định biên giới hoàn thành giữa hai quốc gia. Hiện Bộ Ngoại giao của cả hai nước đều chưa lên tiếng bình luận gì về công hàm ngoại giao Campuchia gửi cho Việt Nam. Sáng ngày 19 tháng 3, Bộ Ngoại giao Campuchia đã ra thông cáo báo chí tuyên bố tạm thời đóng cửa khẩu biên giới với Việt Nam. Hôm 19 tháng 3, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia đã gửi thông báo khẩn tới Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia về việc tạm thời đóng cửa biên giới Việt Nam, không cho nhân dân hai nước qua lại biên giới Campuchia bằng đường bộ, đường thủy và đường hàng không. Yêu cầu trên được đưa ra với mục đích tránh gây khó khăn tại cửa khẩu giữa hai nước khi Việt Nam đặt lệnh hạn chế đi lại và cách ly 14 ngày đối với công dân ASEAN, bao gồm cả người Việt Nam trở về nước. Hồi năm 2014, các cuộc biểu tình phản đối chính sách của Việt Nam về đất đai vùng Nam Bộ, nơi xuất thân của nhiều Khmer Krom, đã bùng lên từ hồi đầu tháng 7 với sự tham gia của hàng trăm người sau khi ông Trần Văn Thông, tham tán chính trị Đại sứ quán Việt Nam ở Phnom Penh, tuyên bố rằng vùng đất mà người Khmer Krom gọi là Campuchia Krom, tức khu vực sông Mekong ở Việt Nam, thuộc về Việt Nam từ nhiều đời nay. Ông Trần Man Ring, đại diện
của Liên đoàn Khmer Campuchia Krom ở Hoa Kỳ nói đây là một vấn đề hiểu lầm rất lớn. Nước Việt Nam tới đây không phải có giải quyết vấn đề của ông Trần Văn Thông đã phát biểu gây sự bất mãn cho nhiều người. Việt Nam không quan tâm đúng mức, tìm hiểu đúng mức xem sự việc như thế nào mà đến nay nhà nước Việt Nam vẫn làm ngơ, cho nên sự giận dữ của dân chúng ngày càng tăng thêm. Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn Khmer Campuchia Krom Thạch Ngọc Thạch nói với phóng viên qua email rằng không ai có thể thay đổi quá khứ mà Việt Nam phải tôn trọng lịch sử. Trong cuộc biểu tình hôm thứ Bảy, ông Thạch đã kêu gọi người dân Campuchia tẩy chay hàng hóa Việt Nam nếu nhà ngoại giao Việt Nam vẫn phớt lờ yêu cầu của họ. Hà Nội chưa chính thức lên tiếng về đợt biểu tình bài Việt Nam mới nhất ở Campuchia, nhưng trước đây phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam đã kịch liệt phản đối việc những phần tử cực đoan Khmer Campuchia Krom tổ chức biểu tình bất hợp pháp và đốt quốc kỳ của Việt Nam tại Phnom Penh. Ông Lê Hải Bình cũng cho rằng hành động này cố tình xúc phạm nghiêm trọng tình cảm của nhân dân Việt Nam, không phù hợp với quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Campuchia. Hồi tháng 8 năm 2014, khi đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin, Chủ Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã đề nghị chính quyền Phnom Penh không để tái diễn cảnh biểu tình đốt cờ Việt Nam mà ông cho là gây tổn thương tình cảm của nhân dân Việt Nam. Đại dịch virus Vũ Hán có nguồn gốc từ Trung Quốc đã thổi bùng làn sóng thoát chung của các nước phương Tây với sức mạnh dữ dội như con virus corona. Trào lưu này còn lan nhanh cả những quốc gia được gọi là đồng minh của Trung Quốc ở Đông Nam Á là Campuchia, Philippines. Hai nước này cùng lúc đã có những động thái cho thấy muốn giảm bớt lệ thuộc vào Trung Quốc cũng như nâng cao cảnh giác với quốc gia này. Phát biểu trong lễ động thổ một dự án ven biển tại tỉnh Sihanouk View ngày 1 tháng 6, Thủ tướng Campuchia Hun Sen phủ nhận thông tin quân cảng RIM chỉ cho tàu chiến Trung Quốc cập bến, đồng thời khẳng định Phnom Penh chào đón tàu chiến tất cả các nước tới đây, kể cả Mỹ. Theo nhà lãnh đạo Campuchia, thời gian gần đây một số nhà ngoại giao nước ngoài, trong đó có Mỹ, đã bày tỏ sự lo ngại tới Phnom Penh trước thông tin Campuchia chỉ ưu ái cho tàu chiến Trung Quốc đến quân cảng chiến lược nằm hướng ra Vịnh Thái Lan. Và ông Hun Sen khẳng định nếu như tàu chiến của một số nước được cập cảng RIM thì nước khác cũng làm chuyện tương tự như vậy và chúng tôi không đóng cửa quân cảng với nước nào. Ông Hun Sen nói rằng hiến pháp Campuchia không cho phép căn cứ quân sự nước ngoài được thiết lập trên đất nước của ông như tàu chiến của các nước đã đến thăm đều được hoan nghênh. Theo hãng thông tấn AP, nhà lãnh đạo Campuchia cho rằng Bắc Kinh không cần lập căn cứ ở nước này bởi đã có các căn cứ khác ở Biển Đông, ám chỉ các thực thể nhân tạo trái phép của Trung Quốc đã dựng lên. Cũng tại sự kiện, ông Hun Sen cho biết Campuchia sẵn sàng tham dự cuộc tập trận chung với tất cả các nước. Tuy nhiên, điều này chỉ được thực hiện sau khi mối nguy hại liên quan đến đại dịch virus Vũ Hán qua đi. Một ngày sau phát biểu này, văn phòng Thủ tướng Campuchia đưa ra thông cáo nhấn mạnh Phnom Penh sẽ không liên minh với nước này để chống lại nước khác. Thông cáo ngày 2 tháng 6 của văn phòng Thủ tướng Campuchia tuyên bố nhắc lại một lần nữa quan điểm của Campuchia để tránh mọi sự nghi ngờ liên quan đến quân cảng RIM. Campuchia không liên minh với nước này để chống lại nước khác hay cho phép sự hiện diện quân sự của nước ngoài trên lãnh thổ Campuchia. Chúng tôi cũng không đóng quân ở bất cứ nước nào khác và ngoại trừ dưới cờ của Liên Hợp Quốc. Cách đây chưa đầy một năm, ông Hun Sen cũng phủ nhận chuyện Campuchia cho Trung Quốc thuê quân cảng RIM trong thời gian 30 năm sau khi tờ Wall Street Journal của Mỹ dẫn thông tin từ các nhà quan chức giấu tên của nước này và đồng minh cho biết Bắc Kinh và Phnom Penh hồi đầu năm bí mật ký thỏa thuận cho phép Trung Quốc độc quyền sử dụng một phần căn cứ hải quân RIM của Campuchia ở Vịnh Thái Lan. Thủ tướng Campuchia Hun Sen phát biểu ngày 22 tháng 7 năm 2019 rằng đây là thông tin bịa đặt tồi tệ chưa từng có nhằm vào Campuchia. Điều đó không thể xảy ra vì việc đặt căn cứ nước ngoài trên lãnh thổ là đi ngược với hiến pháp của Campuchia. Căn cứ RIM cho hải quân Campuchia vận hành thuộc tỉnh Sihanouk View ở tây nam nước này, nằm trên bờ biển giáp Vịnh Thái Lan. Quân đội Mỹ và Campuchia từng tiến hành một số cuộc diễn tập chung tại đây trước khi quan hệ quốc phòng song phương trở nên nguội lạnh
trong bối cảnh Phnom Penh xích gần hơn lại với Bắc Kinh. Kể từ năm 2016, Campuchia đình chỉ vô thời hạn các cuộc tập trận chung với Mỹ và đến tháng 8 năm 2017, quan hệ giữa Campuchia và Mỹ trở nên căng thẳng sau khi Phnom Penh cáo buộc Washington can thiệp vào các vấn đề nội bộ của đất nước. Thay vào đó, quan hệ giữa Campuchia và Trung Quốc ngày càng trở nên khăng khít. Ngày 15 tháng 3 vừa qua, bất chấp đại dịch virus Vũ Hán, gần 3.000 binh sĩ Campuchia đã bắt đầu cuộc tập trận rồng vàng với Trung Quốc. Đây là cuộc tập trận rồng vàng thứ tư giữa Campuchia và Trung Quốc. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Thi Banh và Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Vương Văn Thiên cùng khẳng định sẽ không hoãn cuộc diễn tập rồng vàng 2020 bất chấp sự bùng phát của đại dịch virus Vũ Hán. Thông báo trên được đưa ra tại lễ bàn giao thiết bị y tế bảo hộ chống virus Vũ Hán của Campuchia cho Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Trung Quốc là nhà tài trợ lớn nhất cho Campuchia trong những năm gần đây. Ngoài các khoản viện trợ quân sự, Bắc Kinh trong năm 2017 đã hỗ trợ Phnom Penh 11 triệu đô la để tổ chức các cuộc bầu cử địa phương, các dự án cơ sở hạ tầng chung tại thủ đô Phnom Penh và các thành phố cảng Sihanoukville, khiến cho xứ sở Chùa Tháp đã thay đổi hoàn toàn diện mạo một cách nhanh chóng. Đổi lại những khoản đầu tư kếch xù từ Trung Quốc, Campuchia đã trao cho Trung Quốc lá phiếu và tiếng nói của mình bằng cách ủng hộ lập trường địa chính trị của Bắc Kinh tại các diễn đàn quốc tế và những vấn đề như tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc tại Biển Đông. Nhiều nhà phân tích cho rằng việc đặt căn cứ Campuchia sẽ tạo ra cơ hội nới rộng tầm chiến lược quân sự của Trung Quốc một cách đáng kể và nghiêng cán cân quân sự lực lượng ở khu vực theo cách sẽ làm áp lực lên các nước liền kề trong ASEAN vốn có xu hướng đứng về phía Mỹ nhiều hơn. Không những Trung Quốc mà ngay cả Campuchia cũng cần một cuộc chiến để giải quyết mâu thuẫn bên trong. Những gì mà Trung Quốc đang phải đối phó thì Campuchia cũng tương tự. Với mô hình quản lý nhà nước mà Bắc Kinh đã và đang giúp hậu thuẫn cho Campuchia theo mô thức không giống ai, kiểu dân chủ giả tạo tại Campuchia chỉ như thùng thuốc nổ bất cứ lúc nào. Nhiều đảng đối lập nhưng thành viên trong đó vẫn là quan chức và là người nhà của Thủ tướng Hun Sen dựng lên để đánh lừa các nước trên thế giới. Trong thực tế, Thủ tướng Hun Sen lại không có thực quyền. Ông hoàn toàn bị Bắc Kinh thao túng và giật dây chỉ đạo. Ông phải làm theo mệnh lệnh của bọn lãnh đạo bành trướng Bắc Kinh. Sự kiện khiến cho cả thế giới đang quan tâm nhiều nhất trong những ngày qua đó là đất nước Mỹ đang rơi vào thế khủng hoảng khi hàng chục ngàn người ở các thành phố lớn đã đổ xuống đường biểu tình. Xuất phát từ một viên cảnh sát da trắng đánh chết một người da đen đã nhanh chóng biến thành những vụ bạo động mang màu sắc phân biệt chủng tộc ở nước này. Và trong những ngày qua có thể nói rằng ông Donald Trump chưa bao giờ đau đầu như thế kể từ ngày lên nhậm chức. Và cho đến giờ phút này, không một ai có thể đưa ra được lời tiên đoán chính xác là bao giờ nước Mỹ mới chấm dứt được những cảnh cướp bóc diễn ra trên đường phố. Nếu như Tổng thống Mỹ Donald Trump giải quyết được ổn thỏa sự vụ này, thì rất có thể câu chuyện sẽ biến thành những chuyện kinh thiên động địa khác. Tất cả những biến động của thế giới bao giờ cũng xuất phát từ một câu chuyện rất nhỏ, nhưng câu chuyện nhỏ này giống như que diêm trong phút chốc đã đốt cháy cả một khu rừng. Campuchia, đất nước nhỏ bé và là hàng xóm của chúng ta, liên tục trong những ngày xảy ra những sự kiện chấn động mà Việt Nam cũng có phần ở trong đó. Người đứng đầu của nhà nước này là Thủ tướng Hun Sen đã công khai ngả theo Trung Quốc. Chuyện đất nước họ ngả theo ai thì đó là việc của họ, nhưng ngả theo Trung Quốc để thực hiện mưu đồ với Việt Nam thì chúng ta không thể nào chấp nhận được. Chúng ta đã có đầy đủ bằng chứng về các vấn đề này nhưng cũng không thể vì thế mà đưa quân đánh chiếm Campuchia hoặc ở biên giới Campuchia. Chúng ta cũng có thể biết được rằng những gì mà Hun Sen đã và đang làm liên quan đến Việt Nam đều có bàn tay của Tập Cận Bình thao túng. Nếu như không như vậy thì Hun Sen có thêm kẹo cũng không dám khiêu khích với Việt Nam. Nhiều nguồn tin mới đây đã tiết lộ rằng trong mấy ngày đầu tháng 6 vừa qua, tàu bè của Trung Quốc đã tấp nập ra vào cảng biển Rim thuộc thành phố Sihanoukville của Campuchia. Những chiếc tàu vận tải cỡ lớn này chở theo 200 tấn vũ khí đủ các loại, theo đó vận chuyển đến các kho vũ khí dự phòng của Trung Quốc gần biên giới Việt Nam. Trước đây, cả Trung Quốc và Campuchia đều không thừa nhận với thế giới rằng những kho vũ khí đó là của Trung Quốc. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì Tập Cận Bình đã bật đèn xanh cho Thủ tướng Hun Sen thừa nhận tất cả các loại vũ khí đó là của Trung Quốc. Điều này được giải thích rằng
Bản mật ước quân sự mang tên Mật ước Bắc Kinh được hai nhà nước này ký kết vào ngày 5 tháng 2 vừa qua đã có hiệu lực. Bản mật ước này cho phép Bắc Kinh toàn quyền mang vũ khí và quân đội đến Campuchia khi Campuchia có chiến tranh hoặc có một bất cứ một sự đụng độ nào đó với biên giới ở Việt Nam và có thể có nội chiến ở Campuchia. Có thể nói rằng Tập Cận Bình là kẻ trắng trợn và mưu mô trước quỷ, còn Hun Sen là kẻ mặt dày. Cả hai thầy trò này đều bất chấp dư luận quốc tế công khai hai quốc gia này trở thành người một nhà, quyết thực hiện ý đồ với Việt Nam. Vào ngày 2 tháng 6 vừa qua, tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, Trung Quốc đã dẫn lời tướng Hải quân Hai Ly, trưởng đoàn Trung Quốc dự đối thoại an ninh Shangri-La, tuyên bố Bắc Kinh đang triển khai binh lính và vũ khí xuống Biển Đông, đó là quyền của người Trung Quốc. Trung Quốc đã đến lúc công khai thừa nhận tất cả, không cần giấu giếm với thế giới. Trung Quốc sẽ chiếm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, đó là điều không phải bàn cãi và rất có thể Trung Quốc sẽ làm luôn và ngay chỉ trong một vài ngày tới đây. Thực sự đã rõ ràng nhưng phía Việt Nam vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Việt Nam vẫn muôn đời quan ngại sâu sắc và không dám đưa quân ra chiến đấu với kẻ thù. Điều này trái ngược hoàn toàn với ý nguyện của người dân Việt Nam. Trong khi đó, trên thế giới hiện nay, chỉ có Mỹ là nước dám đối đầu trực diện với Trung Quốc. Nhưng Biển Đông có phải là của Mỹ đâu. Hơn thế nữa, Mỹ không có bất cứ giao kèo nào với Việt Nam như Campuchia đang giao kèo với Trung Quốc. Mỹ cũng đang phải căng mình chống lại đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Tổng thống Donald Trump cũng đang đối phó với nạn phân biệt chủng tộc trong nước. Họ chẳng có hơi sức đâu mà đi giữ nhà hộ cho người khác. Theo những nguồn tin có độ chính xác cao, Trung Quốc không phải chỉ đánh chiếm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, mà Trung Quốc còn thực hiện những gì mình đã nói. Có nghĩa là Trung Quốc sẽ thu hồi tất cả những gì ở trong đường lưỡi bò chín đoạn mà các nước đã lấn chiếm của Trung Quốc. Như vậy, đường lưỡi bò của Trung Quốc liếm láp vào sâu tận gần đất liền của Việt Nam còn đâu. Đây là một thực tế mà Việt Nam phải chấp nhận. Nhiều người dân trong nước thấy đó làm bức xúc, nhưng tiếng nói của họ đâu có ý nghĩa gì. Chỉ có những kẻ vui mừng vì điều này thì họ mới có tiếng nói để quyết định mà thôi. Tập Cận Bình đã ấp ủ mưu sâu khi tung tiền vào Campuchia. Chỉ tính mấy năm trở lại đây, Trung Quốc đã đầu tư vào Campuchia hàng trăm triệu đô la, chưa kể số vốn đầu tư không hoàn lại. Có một điều rất dễ nhận ra là Trung Quốc chỉ tập trung đầu tư vào các sòng bài và quân sự và các mặt quân sự, bao gồm các khu quân sự của Trung Quốc. Tập Cận Bình đã lộ rõ ý đồ biến Campuchia thành chư hầu chính hiệu để thâu tóm Việt Nam. Bản thỏa ước Bắc Kinh giữa hai nhà nước Trung Quốc và Campuchia đã lộ rõ nhất sự bành trướng này. Theo kế hoạch này, Trung Quốc muốn Campuchia gây hấn với Việt Nam và để Việt Nam phản kích lại. Lúc đó, Trung Quốc có cớ đưa quân đánh chiếm Việt Nam theo đúng những điều khoản của cách nói và cách nghĩ của họ. Cách đây ít ngày, theo lệnh của Tập Cận Bình, Thủ tướng Hun Sen đã điều động con trai của mình tiến đánh sư đoàn 618 tại núi Von Tan, giáp với bình độ 202 của Việt Nam. Tuy nhiên, sau mấy ngày thì quân đoàn 14 do trung tướng của Hum Anet, con trai của Thủ tướng Hun Sen, đã phải rút quân về và không dám ở biên giới nữa. Theo một nguồn tin mới nhất từ quân đội Campuchia, thì Hun Anet lại cho quân quay trở lại biên giới và muốn gây sự với Việt Nam để cho Trung Quốc nhảy vào và có thể Trung Quốc sẽ lấy một cái cớ đó để tấn công Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.